Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em. Rồi, bữa nay tiếp tục lên cái sản phẩm thuốc thuốc nuôi cho cừu ha anh em. Thì cái thuốc nuôi này thì lúc trước em bán là một con như vậy, đây là thuốc sổ lãi này anh em, cái viên đen này ha. Một con thì uống 4 viên nha anh em. Thì một con gì là em bán 10.000. Với một cái chai thuốc chịu phân xanh, phân xanh phân lỏng này thì một chai bán 70 ha anh em. Với thuốc này, thuốc chịu phân xanh phân lỏng con nào bị nặng anh em, thì em bán cái combo này thì lúc trước là khoảng 100.000 ha anh em. 100.000 ha, nhưng bữa nay em 100 mấy chứ. Còn thuốc chị thuốc mà nặng ha, thì bữa nay thì em khuyến mãi cho anh em ha, là nguyên cái combo như vậy đây là bán 70 bằng đồng giá là một chai lúc trước anh bán vậy nha anh em. Thì em khuyến mãi cho anh em ha. Khuyến mãi cho anh em hết tháng 10 này ha. Thì trong này thì thuốc sổ lãi thì trong này khoảng 10 viên nha anh em. 10 viên ha. Thì cách dùng thì cũng dễ lắm anh em. Em trong đây em có ghi xuống cách dùng cho anh em ha. Em có ghi từ bước 1 với bước 2 đồ đầy đủ cho anh em chứ ha anh em. Thì nguyên combo gì đây là em bán 70.000 nha anh em. 70.000 ha. 70.000 ha anh em. Khuyến mãi cho anh em ha. Rồi và ngoài ra em có bán kèm theo là cái vitamin nha anh em. Cái vitamin này vitamin nhập ha. 200ml nha anh em. Cái này vitamin nhập Malai nha anh em. Đây, nhập Malai ha. Thì cái vitamin này nó 200ml thì nó giúp cho con cua của mình là lấy lửa cực kỳ luôn nha anh em. Cua chim mình nó lấy lửa là cực kỳ luôn ha. Với nó mấy con nào mà nó thay lông á, anh em thấy thay lông sụ lông rồi đó anh em, nó thay lông sụ lông nó uống vô là cực kỳ là mướt lông ha anh em. Mau lắm, mau ga lắm nha anh em. Mấy con này là ok lắm nha cái dòng này ha. Thì cái nước nó thì mình cũng thường thì là nước mình cho nó uống là thường là một tuần mình thay một lần anh em, thì một tuần anh em nhiễu vô khoảng 4-5 giọt thôi, đừng nhiễu vô quá anh em. Nhiễu quá nó mát lắm nha anh em. Mát quá thì cũng không tốt ha. Thì anh em nhiễu vô khoảng 4-5 giọt từng anh em thay nước lần vậy đó. Em thay nước. Thì anh em cái chai này nếu mà anh em xài sử dụng là khoảng cỡ 4-5 tháng anh em. Chai này về mình không có xài nhiều ha, xài khoảng cỡ 4-5 giọt. Thì hiện tại cái chai này em bán giá là 140 nha anh em, 140 một chai ha. Còn cái chai này cũng vậy luôn nha anh em, cũng nhập của Malai luôn ha. Thì cái chai này cũng 200ml, nó dùng cho gà cò chim rồi ha anh em. Thì chai này em bán 120 anh em, 120. Cách dùng sử dụng thì cũng vậy ha. Ngoài ra em có bán như là cái ngũ cốc nha anh em. Cái ngũ cốc bên em thì cái con số một số anh em cũng biết nhiều rồi, bây giờ em bán nhiều lắm ha anh em. Ngũ cốc này hôm nay bán nhiều lắm ha. Thì mà sao anh em cho anh em cái màu đẹp, nó có cái màng ghi qua vàng ha. Màng ghi con này cái màu đen đen này không phải bụi ha anh em. Thì cái màng ghi qua vàng này thì con nào mà nó yếu đường ruột anh em cho nó ăn từ từ là nó hết luôn ha anh em, trị bệnh đường ruột luôn anh em. Thì trong cái ngũ cốc này em chọn tới 12 loại lên ha. 12 loại nha anh em, như là có thấy bảy màu nè, có thấy đen, bo trắng, bo đen, cây vàng, cây đỏ, láng tròn, láng dài đầy đủ cho ha anh em. Thì trong này em bán là 12 loại ha. Em không có chọn đậu xanh với mà mè đen hoặc là hoa hướng dương rồi ha anh em. Mấy cái đó thì như là đậu xanh mè đen thì chọn vô thì nó tốt thôi, nhưng mà giá thành thì nó rẻ quá, không có chọn vô này bán cho anh em ha. Trong này hiện ký tới 6, em bán cho anh em là ký 60 nha anh em. Ký 60 ha. Không bao phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào lấy từ 5 ký trở lên em mới bao phí vận chuyển ha. Thì anh em khi ngũ cốc mình em bán hàng tinh sạch anh em, không chất bảo quản anh em cứ yên tâm ha, không dùng chất bảo quản mà cũng không bụi bọt mới mọt. Thì em về hết lô, em bán hết rồi lô này rồi em nhập về lô khác vậy anh em. Em vệ sinh đồ thùng ấy đồ sạch sẽ rồi mới về một lô mới anh em cứ yên tâm, không có mối mọt cũng không bụi bặm ha anh em. Thì một ký gì là em bán 60 nha anh em, ký bán 60 ha. Hàng tinh sạch, hàng này bán nhiều lắm nha anh em. Thì những cái hộp em chọn trong đây là nó vừa ăn nha anh em, nó không có to quá ha. Cái khi mà dạng cua mình nó ăn nó không có lựa ha anh em, nó ăn hết trơn nó không có lựa. Chọn mấy mè đen hay là mè đậu xanh hay là cái kia vô hạt nó hơi to ha anh em. Này hạt dừa. Dừa ăn mấy hàng tiễn ha, ăn sung lắm nha anh em. Sung lắm ha, bịch ký gì là bán 60 nha anh em. 60 ngày qua có bán khoáng nhập ha anh em. Khoáng nhập ký em bán 150 nha anh em. Số anh em hỏi em có hỏi em chia lại nửa ký đó thì em không có chia được anh em, vì em nhập về nguyên cho em bán gì luôn mà chia ra cắt ra nữa em cũng khó bán đó nha anh em, vì bán là sợ anh em nói em chọn cho không được ha, bán nguyên bịch về ký là 150 nha anh em. Ra em có bán cái mấy cái cống mà mình cho
đựng thóc, đựng thức ăn rồi đó anh em. Thì nó có hai loại nè, một cái màu xanh, một cái màu trắng nha. Một cặp gì đây là em bán nha là 30.000 anh em. Em thích màu nào em lấy ha. Màu xanh thì em thấy đựng vô, bỏ vô trong cái lập bên đi 7 được nha anh em. Hiện cặp 25.000 ha anh em. Cái này thì bằng tre ha, tre cứng lắm nha anh em. Cặp 10.000, ôi cặp 20.000 ha anh em. Anh em cần thì alo em ha. Em có bán lá ha, lá lá tốt nha anh em, không bao giờ đứt ha. Bó nhiều khoảng 10 nhánh em bán 35.000 anh em. Thì cũng vậy luôn ha, nhưng xịn xịn ha anh em. Nhìn giống như thiệt, cũng bó gì đây em bán 90.000 anh em. Người ra em có bán đầy đủ anh em, xích chân ha. Xích chân cô gáy ha anh em. Xích chân nè. Chân này xích chân số 8 hàng xịn nè. Số anh em biết hay ha. Hàng xịn này em bán 65.000 anh em. Có này Malai ha. Malai thì có chống sóng mặt đạn luôn anh em, chống sóng mặt đạn luôn ha. Chống sóng mặt đạn luôn ha. Thì cái này em bán 50 anh em. Việc thì em bán 40 anh em, cái nào cũng có chống sắn hết trơn anh em, xài cái dòng mấy dòng này yên tâm ha. Hàng dây siêu bền như ấy anh em. Cái này mình đi đánh một trận rồi anh em, ok cực kỳ ha. Rồi anh em nào có đặt hàng thì em có để số điện thoại em trên màn hình đó, thì anh em cứ alo trực tiếp ha, hoặc là nhắn tin Zalo. Em báo giá gửi hàng sớm về cho anh em xài ha anh em. Em giao hàng toàn quốc ha. Chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh em nào có thương em thì bấm đăng ký kênh ủng hộ em nghe anh em. Chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em.